Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người cách kiếm tiền online. Đấy là bằng cách chơi chứng khoán Forex của XM. Thì khi các bạn đăng ký tài khoản XM này thì các bạn sẽ được tặng 30 đô và sau đấy các bạn sẽ trade thử. Thì nếu như các bạn trade mà có lời trên 30 đô, các bạn được rút cái số dư đấy ra, và đã rất nhiều người thành công rồi nhé. Và sàn XM này là với độ uy tín cao nhất trong tất cả các sàn Forex hiện tại, với độ uy tín là 8,8 trên 10. Thì đây là trang chủ của XM. Thì nó là xm.com. Thì cái link tí mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái tài khoản. Ở đây như các bạn có thể thấy là Open a Demo Account, Start with 100.000 đô, tức là mở một tài khoản demo thì sẽ được tặng 100.000 đô để các bạn thử ấy. Còn bên này là mở một tài khoản giao dịch thật với cái mức tặng là 30 đô trên link bonus này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào Open an account nhé. Đấy, các bạn theo dõi và làm theo mình thì đảm bảo là rút tiền được 100%. Đấy, thì nói chung là các bạn cứ chơi thôi, chơi lúc nào mà các bạn thấy chán, mà thấy cái số dư nó trên 30 đô thì các bạn có thể rút bao nhiêu cũng được hết. Đấy, thì đây là cái bước đăng ký tài khoản. Thì nó có rất nhiều bước. Thì đầu tiên là first name, last name. Thì cái này mình sẽ viết là không giấu nhá. Ví dụ như mình sẽ ghi là Nguyễn Văn Đông nhá. Ok. Country thì là Việt Nam này. Language này thì các bạn chọn là Việt Nam nhít nhá. Ở dưới cùng này. Rồi. Số điện thoại này thì cần phải chính xác. Thì mình sẽ điền tạo một số điện thoại ở đấy, nhưng mà các bạn phải điền đúng số điện thoại nhé. Tại vì sau này nếu như mà các bạn có chơi được lời ấy, thì người ta sẽ gọi thẳng về số điện thoại của các bạn để xác nhận xem có phải các bạn là chủ tài khoản này và muốn rút số tiền này không. Với lại cái lúc mà mình đăng ký xong ấy, thì thường sẽ có một người tư vấn, người ta gọi đến và người ta bảo là cái điều kiện để rút tiền như này thì các bạn lưu ý đấy các kiểu. Đấy, thì tiếp tục đến phần email thì mình sẽ điền được cái email của mình. Rồi, đây là checking account detail. Thì các bạn cứ để mặc định là MT5. Thì đây có hai sàn là MT5 và MT4. Thì MT5 thì nó hiện đại, MT4 tí. Đấy, account type thì cái này là chọn số lượng ấy. Thì một lot là bằng 100.000 hay một lot bằng 1.000 hay một lot bằng 100.000 thì các bạn cứ chọn cái đầu tiên cho mình nhé, standard nhé, một lot bằng 100.000. Đấy, chuyển sang bước 2 này. Nếu như mà đăng ký thành công thì nó sẽ tích xanh hết, còn nếu như mà bước nào mà nó báo đỏ thì các bạn phải làm lại. Ngày sinh thì mình sẽ chọn này, 10 tháng 10 năm 94 đi, thành phố. Ở đây thì các bạn không cần phải điền chính xác quá cái chỗ street number và residential address. Ví dụ như mình sẽ ghi là Hà Nội, không giấu nhé. Các bạn lưu ý là viết không giấu, viết có giấu là nó sẽ báo lỗi. Street number thì ví dụ như kiểu các bạn ở vùng quê thì các bạn chỉ điền mỗi, ví dụ như kiểu ở Nghệ An thì mình sẽ điền là Nghệ An, street number là Nghệ An luôn. Hoặc nếu như mà có tên đường thì các bạn có thể điền tên đường. Thì đây mình sẽ điền là Vũ Tông Phan. Rồi, đây cũng là Vũ Tông Phan luôn. Zip code của Hà Nội thì để mình gõ nhé. Zip code Hà Nội. Đây, để xem là bao nhiêu, mình cũng không nhớ đâu. 100.000. Đấy, thì cái này là tùy vùng nhé. Các bạn phải tra xem là nó là bao nhiêu để nhập cho nó đúng. Ok. Tiếp tục, đây là bạn có ở Mỹ
không thì không nhé. Tiếp tục, đây là account pay thì đây là mệnh giá tờ tiền mình giao dịch, thì các bạn chọn USD, tỷ lệ 1.88 thì giữ nguyên. Account bonus thì ở đây có hai lựa chọn, đấy là đồng ý và muốn được nhận bonus, tức là muốn được nhận 30 đô ạ. Còn một cái dưới là không, tôi không muốn nhận bonus, thì các bạn chọn Z cho mình. Tiếp tục, đây là chọn mức giao dịch thì các bạn chọn 0 đến 20.000. Ở đây thì chọn risk. Employer, đây là một số cái thông tin như kiểu là bổ sung, nó điều tra các bạn không quan trọng lắm, các bạn cứ điền vừa từ cái bước intent portal nature này này. Level thì đây là cấp bậc học, cấp 2, cấp 3 hay là cao hơn nữa. Đấy, chọn doctor luôn nhé. Đây là tiếp tục là đến cái mức giao dịch thì cứ chọn là đầu tiên đi. Đấy, đem ra 50.000. Còn đây là một số cái điều tra thêm như là nghề nghiệp của bạn hoặc là bạn làm cái gì, những cái gì đấy. Đấy, mình chọn cả hai. Thời gian chết hài lòng luôn. Set. Đấy. Thì các bạn nhớ là cái tích xanh này thì những cái nào mà không được thì nó sẽ báo là ít đỏ nhá. Nếu mà tích xanh hết thì mới được. Thì tiếp tục là mình sẽ phải tạo cái password. Thì cái password ở đây ấy là nó yêu cầu thứ nhất là phải có một ký tự viết thường, ký tự viết hoa và một ký tự đặc biệt. Đây mình sẽ điền mật khẩu nhá. Đấy. Các bạn nhớ là một ký tự viết thường, một ký tự viết hoa, có cái ký tự số nữa, tức là có bốn điều kiện, ký tự viết thường này, ký tự viết hoa này, số này, ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt là ví dụ kiểu còng chấm than, dấu than, dấu đô la, dấu phần trăm, các kiểu, dấu sao đấy. Thì bước này thì các bạn tích vào hai chỗ đồng ý này thì để mở một tài khoản mới. Rồi, như vậy là đã mở thành công cái tài khoản XMR cao. Rồi. Thì tiếp tục các bước tiếp theo, bước thứ nhất là phải confirm email address, tức là các bạn phải vào cái mail vừa đăng ký ấy. Các bạn bấm vào cái chỗ kích hoạt email. Đấy. Bước thứ hai là sẽ phải login, phải đăng ký khu vực thành viên, và bước thứ ba là hoàn thành. Bước thứ ba hoàn thành, bước thứ tư là download XMT5 platform. Thì ở bước thứ tư này thì các bạn có hai cách. Đây là cách thứ nhất thì các bạn sẽ dùng online, tức là mình sẽ vào thẳng cái MT5 ở trên web mình chơi. Cách thứ hai là các bạn tải ứng dụng MT5 về. Thì MT5 nó sẽ có cả trên điện thoại và cả trên laptop đều có các bạn phân phối hết. Thì về MT5, về MT5 ấy thì ở cái bản iOS thì nó khác so với bản Android, nên là các bạn chú ý cái lúc mà là mình đăng nhập vào ấy thì cái chỗ đấy là chỗ khá là phức tạp. Thì cái điều kiện rút của cái thằng điều kiện rút 30 đô này thì mình sẽ nói qua cho các bạn một tí trước khi mình bước qua cái bước tiếp theo. Đấy là điều kiện rút của 30 đô này là các bạn phải, tức là lúc mình tạo tài khoản này, lúc mình chơi và lúc mình rút tiền ấy thì nó phải được thực hiện bằng 4G chứ không phải bằng wifi nhé. Tại vì sao lại bằng 4G là tại vì các cái sàn chứng khoán người ta thường là check IP. Thì check IP là như thế nào? Thì ví dụ như kiểu là ở trong nhà của bạn nhé, có một cái thiết bị wifi thì khoảng tầm 2 đến 3 người bắt và 2 đến 3 người chơi XMR này, thì nó sẽ bị gọi là trùng địa chỉ IP, tức là trùng một cái cổng mạng đấy, thì sẽ không được rút tiền và người ta sẽ bảo là không đủ điều kiện rút.
thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng 4G của điện thoại để mình đăng ký, mình rút tiền hoặc là mình chơi. Đấy, thì đấy là một cái lưu ý nhá cho các bạn, mà thực ra nó không phải nhỏ đâu, cái đấy là cái quan trọng. Tại vì ai chơi cũng muốn rút được tiền, thì muốn rút được tiền thì phải đảm bảo điều kiện người ta, thì đấy, người ta chỉ có một điều kiện đấy thôi. Và thêm một cái điều kiện nữa, đấy là cái số lượng giao dịch ấy, cái khối lượng giao dịch là trên 0.1, thì cái đấy là rất là đơn giản luôn. Rồi, bây giờ mình chỉ nói qua đấy thôi. Còn các bạn nếu muốn tìm hiểu thêm thì hãy vào cái web XM của nó, xong vào chỗ điều khoản của cái khuyến mãi ấy, các bạn có thể đọc kỹ. Và mình chỉ tóm lược lại là check địa chỉ IP và cái khối lượng đảm bảo trên 0.1 là được. Đấy. Rồi, thì cái bước config email này mình sẽ bỏ qua. Thì các bạn chỉ cần vào đấy bấm vào link phát là nó sẽ ra thôi. Đấy, được chưa? Không thì bây giờ mình sẽ đăng nhập luôn các bạn xem. Mình sẽ vào kích hoạt luôn cái tài khoản này. Rồi xong, quên mật khẩu rồi. Từ nha, các bạn chờ mình một tí. Rồi, thì sau khi mà các bạn xác nhận email xong, thì nó sẽ chuyển sang một cái bước, đấy là tải giấy tờ lên. Người ta gọi là KYC. KYC là gì? KYC tức là xác minh danh tính. Thì giấy tờ nó sẽ bao gồm là hai cái mặt của chứng minh thư của các bạn. Thì nói chung những bạn nào chơi chứng khoán và chơi Forex thì cái này là một cái việc gọi là dĩ ngẫu rồi, tức là dĩ nhiên. Đấy, thì các bạn chỉ cần việc chụp hai mặt của chứng minh thư lên, xong đấy upload lên và chờ người ta duyệt. Thì lúc mà người ta duyệt thành công, người ta xác minh danh tính của bạn thành công, thì người ta sẽ gửi bonus cho bạn. Và nó sẽ có một cái email như này. Đây là MT5ID này. Đây là một cái email mình lấy ví dụ nhé. Đấy, đây là tên, đây là tài khoản để các bạn đăng nhập ấy. Đây là máy chủ này. Và cái mật khẩu là cái mà các bạn vừa tạo lúc nãy ấy. Cái mà mình bảo là có 4 cái yêu cầu, đó là chữ cái viết thường, chữ cái viết hoa, chữ số và chữ đặc biệt ấy. Đấy, thì sau khi nó gửi mail này về thì các bạn đăng nhập vào khu vực thành viên. Và để mình sẽ tìm cho các bạn một cái mail mà nó sẽ gửi là bạn đã nhận bonus thành công. Đây, nó sẽ gửi một cái email như này. Xác nhận email của bạn thì các bạn bấm vào cái chỗ xác nhận địa chỉ email này. Đó, rồi quay ra đấy. Sau khi mà mình upload cái chứng minh thư thì nó sẽ báo cái này, giấy tờ đã tải thành công. Đấy, phải chờ 24 giờ. Thì 24 giờ ở đây ấy, các bạn sẽ có hai cái cách để gọi là các bạn đẩy nhanh cái quá trình ấy. Thứ nhất là các bạn gửi mail cho người ta bảo là hiện tại tôi đang rất muốn trải nghiệm các cái dịch vụ đơn sản của bạn, nên các bạn hãy vui lòng mà làm phê duyệt nhanh cái tài khoản của tôi. Và cách thứ hai là các bạn vào cái chỗ trang này, có một cái chỗ là liên like và chat này, bạn bấm vào enter nhé. Đấy, thì đầu tiên là chỗ này các bạn sẽ nhập cái ID của mình này, email này, rồi chọn ngôn ngữ,
thì nó sẽ dẫn các bạn đến gặp những cái nhân viên tư vấn của cái sàn XM. Thì các bạn có thể thúc giục người ta bảo là tôi rất muốn trải nghiệm cái sàn này và hãy tặng tặng cho tôi 30 đô. Thì cái thời gian mà người ta phê duyệt cho các bạn ấy, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với các bạn chỉ ngồi chờ, được chưa? Đấy. Xác thực tài khoản và phân loại khách hàng. Đây là cái gọi là mail nhận bonus. Chúng tôi xác nhận đã nhận được giấy tờ nhận dạng cá nhân của bạn và tài khoản của bạn đã được xác thực. Chúng tôi vui mừng thông báo bạn đã có thể bắt đầu giao dịch và thực hiện tất cả chức năng liên quan đến tài khoản, tức là trong tài khoản mình đã có 30 đô rồi. Chưa? Thì các bạn bắt đầu chơi thử. Thì bây giờ chơi như nào? Thì các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách gọi là chơi online nhé, còn các bạn tải app thì cứ làm như bình thường thôi. Đấy, thì chơi online thì mình sẽ gõ là MT5. Tại vì lúc nãy mình đăng ký sang MT5 rồi. Đấy, các bạn kéo xuống một tí. Đây có chỗ Meta Treasure 5 này. Rồi. Thì ở đây là nó cũng có đủ kiểu là các bạn muốn download thì cũng nó cũng nằm ở đây hết nhá. Ví dụ nhá, mình sẽ vào đây. Nó sẽ có cái phần download này. Download này cho PC, cho thiết bị di động. Còn mình sẽ vào web trading, tức là thực hiện thẳng trên web luôn. Đó. Đây, open Meta Channel. Đấy. Rồi. Thì đây là một cái tài khoản demo. Chưa. Còn các bạn muốn đăng nhập ấy, các bạn phải bấm vào login này, email này, password này. Sau khi các bạn qua bước này rồi ấy, thì nó sẽ vào trong này. Nó sẽ vào trong này, sẽ có một cái là kết nối đến tài khoản. Đây mình sẽ mở cái đây ra. Mở tài khoản thử nhá. À không phải mở tài khoản thử mà nó sẽ gọi là đăng nhập vào tài khoản giao dịch. Được chưa? Thì đầu tiên cái dòng đầu tiên này là ID của bạn này. Cái ID mà nó gửi qua email bên này. Cái ID đây. Cái ID của mình. Cái lúc mà nó lúc nãy là nó gửi cái mail mà có ID ấy. Đây cái ID này. Thì trong suốt quá trình giao dịch thì tài khoản mỗi tài khoản sẽ có một cái ID, thì nó sẽ xuyên suốt của quá trình luôn. Thì các bạn nhập cái ID vào. Thứ hai đấy là cái mật khẩu mình nhắc là có 4 cái yêu cầu đấy, các bạn nhập vào đây. Thứ ba là các bạn chọn máy chủ. Cái máy chủ này rất là quan trọng nhá. Nếu như các bạn chọn máy chủ sai ấy, thì nó sẽ không thực hiện được. Ở đây là chỉ là máy chủ demo, chưa? Còn cái máy chủ của các bạn đăng ký nó là XMG Global MT52, được chưa? Phải đúng cái này nhé, phải đúng cái này thì lúc đấy mới vào mới thấy 30 đô ở trong, chưa? Đây là demo này. Rồi mình sẽ xóa cái này đi, mình sẽ đăng nhập cái tài khoản bên này nhé, để cho các bạn thấy là chọn cái server XM Global như nào. Đây. Này. Tạm giao dịch. Ồ, đây là chỉ có mỗi điểm mua. Thế thì cái chỗ này các bạn phải login vào trước, xong rồi lúc đấy nó mới hiện ra cái bờ Global 2. Còn đây nó chỉ là điểm mua thôi. Thì bây giờ chơi như nào? Thì các bạn có thể thấy bên này có các cặp tiền này. RUSD và USD thì các bạn bấm vào một cái cặp tiền bất kỳ, chưa? Đấy, bấm một cái cặp tiền bất kỳ thì nó sẽ có những biểu đồ này lên xuống xuống này. Đấy, thì đây là khối lượng như mình bảo, cái khối lượng là yêu cầu để điều kiện để rút 30 đô đấy là khối lượng 0.1, chưa? Đấy, 0.1 hơn là rất nhiều đấy. Ví dụ như kiểu nó chênh lệch 10 giá thì các bạn là được 1 đô đó. Sao? Mình sẽ chơi thử nhé. Tại vì cái tài khoản demo này rất là nhiều nên mình sẽ chơi hạn 10 luôn.
tài khoản demo là 100.000 đô mà, còn tài khoản tặng là nó chỉ có 30 đô, nên các bạn chỉ chơi 0.01 thôi nhá. Này, cái chỗ này là các bạn phải để ý này. Tài khoản thật các bạn chỉ chơi 0.01, đúng chưa? Bi hoặc sell. Sell này là nếu như giá giảm thì các bạn sẽ gọi là được lợi nhuận. Còn bi này thì giá tăng thì các bạn sẽ được lợi nhuận. Còn đây là đối với tài khoản demo của mình là có 100.000 đô, mình sẽ chơi hẳn là 10 thôi, 10 là 100 điều khoản. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thử ra bi nhá. Đấy, rồi ạ. Chấp nhận. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Đây chính là cái dòng lệnh đang thực hiện. Đấy, nó sẽ nhảy cái chỗ này này. Đấy, dương 30 ấy, không này. Đấy. Thì ví dụ như các bạn muốn dừng lệnh đây có chữ đóng thì có lợi nhuận gì đó, đây là âm 10 nhé, mình sẽ chờ lên dương mình sẽ đóng phát này. Đấy, dương 30 đô đóng này. Đấy, các bạn thấy chưa, số dư đã lên 100.030 USD. đấy, đơn giản lắm, như vậy là có 30 đô hỏi thì lần này mình sẽ làm một series gọi là kiếm tiền online bằng forex luôn, nên các bạn để ý nhé. Ở các video sau ấy thì mình sẽ làm thêm các cái sàn nữa mà toàn là kiểu mình sẽ nhận bonus của sàn, sau đấy chơi và rút. Thì nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like and một subscribe để mình lấy động lực làm các video tiếp theo. Và các bạn hãy ủng hộ mình để mình sẽ ở các video tiếp theo sau ấy mình sẽ làm thêm một số sàn nữa và cái cách rút tiền như thế nào mình sẽ nói. Cảm ơn các bạn.